Hello, xin chào 1.500 anh em nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em một con website đầu tư Dogecoin nha anh em. Anh em đầu tư vào và nhận lãi con web này là rất là uy tín nha anh em. Con web này tên là Dogetable. Rồi đầu tiên mình sẽ hướng dẫn anh em đăng ký. Anh em click dưới phần link mô tả nó ra giao diện như vậy nè. Anh em chỉ nhập cái ví mình qua mình copy cái ví Doge của mình rồi coi. Chút wallet. Đồng chôn đồng đót đó coi đâu ta đó coi đi nè anh em sao chép cái gì đó coi của mình anh em thằng mình đăng ký anh em rồi anh em bắt cái vào chỉ gì đó coi anh em đang mình khai thác web này là rất là uy tín luôn anh em chỉ việc rồi mình ấy là mình đầu tư lãi rồi anh em bấm vào nút bắt đầu khai thác này. Rồi như vậy là nó ra một cái giao diện như vậy anh em. Nó kêu mình đầu tư free 300 đót. Nó kêu mình đầu tư là 300 đót anh em. Này đầu tư bằng 300 đót. Còn account này withdraw tiền. Rồi con web này nó kêu mình mắc đầu tư anh em ơi. Đầu tiên anh em muốn đầu tư thì anh em bấm vào nút tiền gỡ ra nha anh em. Cái văn phần này nè. Là cái chữ tiếng Việt là deposit nha anh em. Là nạp. Mình bấm vô nút tiền gỡ rồi. Rồi ở đây nó có nhiều cái gói đầu tư nữa anh em. Đầu tư đồng Dog nè, Dogecoin nè, BTC nè. Mình sẽ chọn cái gói nào thấp nhất nha. 5.6% nè anh em. Sao nó chạy hoài ta. Rồi anh em, mình sẽ chọn cái gói 5% anh em ơi, mình đầu tư 300 đót à. Ơi 5.2% chứ. Ta nháy qua ta. Nạp tối thiểu nhiêu đót quá. 200. Rồi anh em, nó kêu mình đầu tư Litecoin, Bitcoin và ETH có 3 dạng đồng tiền đầu tư đó anh em. Mình sẽ đầu tư Litecoin cái min thấp nhất là 300 đót anh em. Mình sao chép nè. Sao chép đi DS. Rồi mình anh em thoát ra đi. Mình đầu tư mình nhận đót hàng ngày nha anh em. Mình lời của nó là một ngày mình lời được 15 đót. Rồi mình gỡ vô cái ví này nè. Ví đót của nó nè. Gỡ đi chị người nhận. Mình bắt vào. Mình dán vô 300 đót. 300. Rồi bấm nút tiếp theo anh em. Thì chị nãy gì nè. Đây là đúng rồi. Rồi mình bấm gỡ anh em. Mình nạp vào. Anh em chờ chút nha. Rồi đang xử lý. Rồi mình qua lại cái ví nãy anh em. Rồi trạng thái đang pending anh em. Đang ấy rồi. Khi nào anh em đầu tư xong anh em bấm vào nút cút tiền này anh em. Rồi ở đây có nhiều hình thức là rút tiền anh em. Anh em rút tiền về phần xác nhận rút tiền. Cái phần liên kết giới thiệu nè. Rồi anh em rút tiền vào cái phần mình đào nữa anh em. Rồi anh em. Sau khi mình để mình nạp tiền vào ở đây số tiền này anh em là tự động nó đào. Rồi sau khi đủ số tiền anh em nhập vào cái một số tiền này anh em 100 anh em. Một ngày là mình lời có khoảng 16 đó à. Mà mình rút nó tới 100 đó có khoảng 90 ngày 7 5 ngày gì đó anh em mình là mình rút tiền được anh em. Rồi anh em kiểm tra cái phần lịch sử mình rút nạp tiền có được không anh em. Anh em bấm vào cái mục lịch sử anh em. Anh em bấm vào lịch sử rút tiền này. Danh sách ở đây nó có 3 phần anh em. Anh em rút tiền được phần danh sách liên kết giới thiệu nữa anh em. Rồi coi nè mấy trạng thái nè. Có 3 phần rút tiền anh em. Mình vừa rút tiền được cái ghép mình tiền ghép nè. Với tiền mình đào nè. Này kia đó anh em. Con này là rất là uy tín, rất là ngon anh em. Nó con này mà nó khởi động chạy đường sờ cam trong vòng 1 tháng là mình lời dữ lắm anh em.
con này là kiếm tiền ăn Tết được. Rồi vậy video của mình đến đây cũng kết thúc. Chỉ anh em nào có thắc mắc gì đó để lại xuống Zalo mình để kết bạn, và mình thắc mắc đại lợi thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em. Vậy video của mình đến đây cũng kết thúc, xin chúc anh em thành công trên con quét này nha anh em. Con quét này là mình đầu tư, ai theo mình thì đầu tư nha anh em, rất là uy tín. Vậy chào tạm biệt tất cả anh em nha.